Tập 35. Quả nhiên bọn chúng đã có sự chuẩn bị, chôn sẵn mìn ở bên ngoài. Lệnh cho công binh lập tức dò mìn, rõ. Chú ý ẩn nấp. Ngắm bắn thật chuẩn, chỉ bắn công binh. Mỗi người bắn một tên. Tôi bắn tên đứng đầu, Tiểu Trương tên thứ hai, được, Nhị Hổ tên bên trái, Tinh Quang tên bên phải, hai tên cuối cùng để cho Hắc Tử và Tai To. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Bắn. Bên kia, bắn cho tôi. Rút. Rút. Đám quân tân tướng này quá xảo quyệt, toàn là một lũ hèn nhát, chỉ biết núp trong bóng tối để đánh lén. Tiếp tục phái người dò mìn. Nhưng chúng ta chỉ còn lại hai công binh. Tôi không cần biết, nếu như không đủ người thì đích thân cậu lên cho tôi. Lần này đủ dày dò bọn chúng rồi. Nói thật lòng, nếu họ phát thêm cho tôi vài thùng lựu đạn, tôi dám chắc trước khi trời tối bọn người không thể vào đây. Cậu cười gì vậy? Đột nhiên tôi nhớ ra, lần đầu chúng ta cùng Phó Quang Đàm lên chiến trường đánh trận, hình như hai chúng ta cũng ngồi cạnh nhau thế này. Đúng vậy. Không ngờ chưa tới một năm mà chúng ta đã thành quân nhân thật sự rồi. Lúc đó anh cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay, đúng chứ? Lúc đó tôi đâu nghĩ được tới ngày hôm nay. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ mạng sống cho các cậu. Sao rồi? Không sao chứ? Không sao. Anh Gia Quân, anh thật sự muốn ở lại để tiêu diệt đám công binh thứ hai sao? Được rồi, đủ vốn rồi. Chúng ta còn nhiều chiêu để tiếp bọn Nhật lắm. Báo cáo, đã loại bỏ hết mình, nhưng lại chết thêm rất nhiều sĩ binh. Bộ đội chủ lực của chúng chắc chắn đi đánh trấn sông điện rồi. Binh lực ở lại chắc chắn không nhiều. Nếu không, bọn chúng đã tấn công từ lâu rồi. Truyền lệnh của tôi, lát nữa tấn công vào thôn, không được chừa một ai, cho dù là người hay là súc vật, đều giết hết cho tôi. Rõ. Cũng không biết Thiếu Duy ra sao rồi. Đúng đó, lần trước không gặp được, anh ấy dẫn theo bộ đội đi rồi. Lúc đó vì cái chết của chị Thứ Vân, cậu ấy đã vô cùng đau khổ. Cho dù gặp chúng ta thì cũng sẽ không nói gì đâu. Đừng nói chuyện nữa, bọn Nhật tới rồi. Ông nhầm. Không sao, chỉ là bọn dò đường, mục đích là thám thính, bố trí quân lực của chúng ta. Trung đội 1 nghe kỹ đây, lát nữa mọi người đánh nhau với bọn Nhật. Những người khác mang súng máy hạng nhẹ, tạm thời đừng nổ súng. Bọn Nhật đang dòm chúng ta thôi, chúng ta cũng đừng làm thật quá. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Tất cả bình tĩnh, đừng lo lắng, đợi chúng lại gần hơn rồi bắn.
Bình tĩnh. Toàn bộ chiến sĩ trung đội 1, chuẩn bị. Nhìn vào quả lực có thể thấy binh lực của địch không tới 40 người, chắc chắn chỉ có lựu đạn và súng trường. Đối thủ như vậy thật sự không khiến ta có hứng đánh. Lệnh cho tiểu đội Aoki tấn công. Rõ. Súng máy chuẩn bị. Tất cả bắn. Xem ra tôi đã khinh địch rồi. Kẻ địch của chúng ta không hề đơn giản. Chúng che giấu quả lực thật sự. Lệnh cho pháo binh bắn đi. Sau khi bắn xong thì toàn bộ xông lên cho tôi. Rõ. Đại thương, để hai người quan sát. Những người khác rút về phía sau. Mau. Rõ. Bọn Nhật bắn xong rồi. Tất cả mọi người quay về trận địa, tiếp tục chiến đấu. Tất cả mọi người quay về vị trí của mình. Bọn Nhật chuẩn bị tấn công rồi. Đặt sẵn súng máy. Đinh chấn bên kia. Cả bên kia nữa. Tất cả nghe đây, chuẩn bị chiến đấu. Bắn. Báo cáo, liên lạc được với Nagatani rồi. Anh ấy không tới trấn sông điện. Tên ngu dốt đó đang ở đâu? Nagatani trả lời rằng anh ấy phát hiện
một thôn của quân đội chỉ huy của quân địch, có khả năng chính là căn cứ của quân Tân Tứ đang tiến đánh trấn sông Điện. Bọn họ đang toàn lực tấn công thôn đó. Nói với tên ngu dốt đó, quân trấn thủ sông Điện không hề rút lui, kêu hắn dừng tấn công, lập tức chi viện trấn sông Điện. Rõ. Tay cậu sao vậy? Không sao, bị trầy thôi. Đội trưởng, người của đội giáo dục cộng thêm 7-8 chiến sĩ biết võ, không đến 30 người. Đủ rồi. Cậu muốn làm gì? Trận địa của bọn Nhật gần chúng ta như vậy, tôi nhìn mà ghét. Hơn nữa, đạn dược của chúng ta cũng không còn nhiều. Cậu nhìn thấy trong đội của chúng ta, mười mấy người có mười mấy khẩu súng, cộng thêm một đống đạn dược, cậu không có ý nghĩ gì sao? Ý cậu là đi thôi. Thông báo cho bộ đội, 1 giờ sáng âm thầm rút quân. Lệnh cho tiểu đội của Aota phụ trách cảnh giới. Rõ. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người mau chóng dọn dẹp chiến trường, súng máy lựu đạn, thứ gì lấy được thì lấy hết, mau. Rõ. Mau, mau, mang cả cái kia nữa. Bên này, ở đây, ở đây còn có hộp đạn. Được. Mau, mau lên, mau lên, mau. Cái này cầm lấy. Thiếu cảnh, thôi rồi, chuẩn bị rút. Chắc chắn bọn địch đuổi tới đây rồi. Mau. Bắt đội trưởng trận địa giáp ranh đến đây kêu tôi. Rõ. Khoan đã. Rút lui. Mau, dù anh ấy đứng dậy đi. Quân kháng Nhật thiết quyết. Hóa ra mày ở đây. Tốt quá rồi. Đi, đi. Đại thương, đi. Đừng quên để lại quà mà cậu chuẩn bị cho chúng. Nhìn cho kỹ, đi. Có thuốc nổ. Dừng. Phía trước chính là quân kháng Nhật thiết quyết, đã giết ngã Asakawa và nhiều lần sỉ nhục chúng ta. Cuối cùng chúng ta cũng tìm được chúng. Cuối cùng chúng ta cũng có thể báo thù cho ngã Asakawa rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể rửa nỗi nhục trước kia rồi. Trận chiến lần này, nếu như các người không hạ được trận địa của địch, thì tất cả mọi người không được sống sót rời khỏi đây, hoặc là chết trong chiến hào của địch, hoặc là mổ bụng để tạ tội với thiên hoàng. Rõ. Tấn công. Nghe tôi nói, ai còn thở thì khiêng ra phía sau, kêu đội tân binh dẫn một đoàn binh tới đây. Rõ. Đại thương, sao rồi? Trụ nổi không? Không trụ nổi cũng phải trụ. Không lẽ cứ vậy nhìn bọn Nhật xông vào sao? Rất tốt.
Đã một ngày rồi, sao trung đoàn trưởng vẫn chưa dậy? Có phải người đưa tin vẫn chưa tới nơi không? Kiên nhẫn thêm chút, nói không chừng họ sắp về tới nơi rồi. Không còn biết họ có thể về chi viện hay không. Chúng ta cũng không để cho bọn Nhật dễ dàng vào đây, hiểu chưa? Yên tâm đi. Anh Gia Quân, bọn Nhật lại tới rồi. Các đồng chí, tất cả lấy lại tinh thần, bọn Nhật lại tới nữa rồi. Chuẩn bị. Thiếu Cảnh, có thấy tên chỉ huy chạy phía trước không? Vẫn đang nhắm hắn đây. Chờ lệnh của tôi. Lát nữa nghe lệnh tôi, cậu nổ súng bắn hạ hắn cho tôi. Sao, có làm được không? Anh nên hỏi em là bắn chỗ nào của hắn. Bắn vào đầu, một phát vào đầu. Nếu bắn trúng, tôi mà cậu uống rượu. Nagatani, Nagatani, chính là Nagatani. Đưa súng cho tôi. Anh Gia Quân, giết, giết. Bắn. Gia Quân, không trụ nổi rồi. Chúng ta chuẩn bị rút thôi. Không được, không trụ nổi cũng phải trụ. Cùng lắm chúng ta đâm lê liều giới bọn chúng. Không thể để bọn chúng vào được. Đánh, đánh. Tôi hết đạn rồi, các cậu còn không? Tôi hết rồi, tôi cũng hết rồi, tôi cũng hết. Có người tới giúp chúng ta rồi. Có lẽ trung đoàn trưởng trở về rồi. Đội trưởng Mạc, đội trưởng Mạc, trung đoàn trưởng lệnh các cậu rút khỏi trận địa. Đại đội 3 tiếp quản trận này, phụ trách chặn đánh quân Nhật. Các cậu đánh một ngày một đêm rồi, mau rút về thôn nghỉ ngơi đi. Các đồng chí, mọi người có mệt không? Không mệt. Bây giờ chúng ta đã chiến với chúng một ngày một đêm rồi. Chúng ta có thể để cho những chiến sĩ khác thay chúng ta chiến đấu trận cuối cùng này không? Không thể. Nghe thấy chưa? Quay về nói với trung đoàn trưởng, đội trưởng đội giáo dục Mạc Gia Quân sẽ dẫn toàn thể chiến sĩ chiến đấu với bọn Nhật. Rõ. Các đồng chí đã nghỉ ngơi đủ chưa? Đủ rồi. Nghe lệnh của tôi. Xông lên, xông lên. Trung đoàn trưởng quân Tân Tứ là người rất thông minh, để lại một đám quân phòng bị, khiến chúng ta tưởng rằng chúng không quay lại chi viện.
Sau đó là dẫn bộ đội âm thầm quay trở về, giết chết Nagatani một cách bất ngờ. Xem ra chúng ta gặp phải đối thủ đáng gờm rồi đây. Trước khi chết, Nagatani đã gửi một bức điện báo. Trong đó viết, kẻ địch trực diện của anh ấy rất có khả năng là quân kháng Nhật Thiết Quyết. Chẳng trách hắn chống lại mệnh lệnh, cố chấp đi tiêu diệt đám địch này. Asakawa có được một cấp dưới như vậy, cũng không uổng làm quân nhân. Các cậu giỏi quá đi. Từng này người, phần lớn còn là tân binh và dân binh, vậy mà có thể chiến đấu với địch một ngày một đêm. Quá tuyệt vời. Vậy có là gì đâu. Cho dù thế nào, trước khi tham gia quân Tân Tứ, quân kháng Nhật Thiết Quyết chúng tôi ở Quế Bắc luôn là như thế này, hiểu chưa? Lúc trước trung đoàn trưởng chọn nơi này làm căn cứ, tôi vừa nhìn là biết anh ấy có suy tính của mình. Nơi này dễ thủ, khó công. Đây chẳng phải anh gia quân nói sao? Cậu ngậm miệng một lát đi được không? Đúng, gia quân đã nói vậy. Gia quân nói tôi thông minh, nói tôi tổng kết rất đúng, nói tôi là tiểu gia cát. Cậu ấy... Ơ kìa, cái cậu đi đâu vậy? Trung đoàn trưởng, làm gì đó? Kể chuyện hả? Kể tiếp đi. Sao không kể nữa? Kể đi chứ. Có cần dựng sân khấu cho các cậu không? Để cho cậu kể trước mặt trung đoàn trưởng. Mới đánh thắng một trận đã dãy đuôi rồi sao? Được rồi, được rồi, có thể hiểu mà. Đánh thắng trận mà, nó quá lên với các chiến sĩ. Nhưng mà phải chú ý mức độ. Đừng tưởng rằng thắng một trận thì nghĩ mình là số một thiên hạ. Lần này các cậu đánh rất hay, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần tổng kết. Rõ. Đừng động đậy. Anh có chết đâu, em khóc gì chứ? Anh chết rồi, tôi mới không khóc. Anh ráng chịu một chút. Trung đoàn trưởng, đừng cử động. Trung đoàn trưởng, mọi người nói chuyện đi. Tôi đi xem các thương binh khác. Được. Vết thương sao rồi? Không sao, không bị thương gân cốt, chỉ bị trầy da một chút thôi. Lần này cậu chỉ huy nhóm binh lực này, một nhóm dân binh cộng thêm một nhóm tân binh, nhưng là địch lại được một trung đội của Nhật một ngày một đêm, không dễ dàng chút nào, rất đáng biểu dương. Trung đoàn trưởng, đây đều là mọi người liều mạng với bọn Nhật, nếu không thì trận này đã không đánh thắng được. Đây là kết quả của việc mọi người cùng nhau nỗ lực. Chỉ có điều anh quay về chi viện cho chúng tôi mà lỡ mất cơ hội tốt để công đánh Sông Điện. Trấn Sông Điện sớm muộn gì cũng chiếm được, bây giờ chưa chiếm được, sau này vẫn còn cơ hội. Ngược lại bây giờ cậu nổi tiếng lắm đó. Tổng chỉ huy Trần của Bộ Chỉ huy Tô Bắc đã gửi điện báo cho tôi, hỏi tôi Mạc Gia Quân là ai. Tôi nhờ cậu mà được nở mày nở mặt đó. Nhưng cậu cũng đã giả vào mặt tôi một cái rất đau. Các cậu đã dùng hành động thực tế để chứng minh lính học sinh các cậu rất thích hợp để lên chiến trường. Nói như vậy là anh đồng ý cho chúng tôi tham chiến rồi sao? Tôi vẫn luôn muốn thành lập một đại đội đặc vụ trực thuộc trung đoàn, tuyển chọn lính tinh nhuệ từ các tiểu đoàn, lập thành một đại đội tăng cường. Đại đội này chính là vương bài trong tay tôi, một lưỡi dao sắc, không dễ dàng ra tay, hễ ra tay là thấy máu. Bây giờ tôi ra lệnh, Mạc Gia Quân cậu chính là đại đội trưởng của đại đội này, Đinh Chấn là chỉ đạo viên. Rõ, rõ. Nhưng trung đoàn trưởng, tôi có một điều kiện. Tôi muốn điều toàn bộ chiến sĩ đội giáo dục của tôi về đây, gia nhập đại đội đặc vụ. Còn nữa, tuyển chọn chiến sĩ từ các tiểu đoàn, tôi muốn tự tôi chọn. Cậu là đại đội trưởng, chuyện này cậu quyết định. Tôi chỉ cần một điều, khi nào cần tới các cậu, bắt buộc phải có mặt. Rõ. Quân kháng Nhật Thiết Quyết, không ngờ chúng ta lại có duyên với nhau như vậy. Năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của tôi, lập tức điều động binh lực tiến hành bao vây tiêu diệt ở khu vực này. Tiểu Trương, Tiểu Trương, trung đoàn trưởng, cầm lấy bình rượu này, tôi chỉ có từng này thôi đó, không được làm dở đâu đấy. Dân trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, anh tìm tôi,
Sao rồi? Chọn được chiến sĩ chưa? Chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ tập trung rồi bắt đầu huấn luyện thôi. Trung đoàn trưởng, lúc tôi vào thôn thấy họ đang thu dọn đồ đạc. Sao vậy? Chuẩn bị di chuyển hay sao? Đúng vậy. Gọi cậu tới đây để nói với cậu chuyện này. Mấy lần gần đây chúng ta hoạt động quá nhiều, gây sự chú ý đối với người Nhật. Tôi cũng tính trước được, sớm muộn gì chúng cũng như quét căn cứ của chúng ta. Vậy nên ý của cấp trên là muốn chúng ta phân binh di chuyển giống như lưỡi dao sắt cắm vào bụng của bọn Nhật, sau đó lập căn cứ mới. Cậu xem, chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực núi Sông Khúc, mau chóng phát triển đội ngũ, lập một căn cứ địa mới. Trung đoàn trưởng, phân binh thì tôi không có ý kiến, nhưng có thể cho tôi đổi nơi khác được không? Đại đội trưởng Mạc tới rồi, để em đoán xem nha. Anh chắc chắn tới để chào tạm biệt em, phải không? Đúng đúng. Ờ thì... được rồi, thôi đi, đừng giả bộ nữa, em biết rồi. Anh tìm người khác kìa, em đi kiểm tra phòng đây, hai người từ từ nói chuyện đi. Khai Nhất, anh thu dọn đồ xong hết chưa? Vẫn chưa. Vậy sao còn không mau thu dọn đi? Ngày mai đại bộ đội xuất phát rồi. Đúng, ngày mai là xuất phát rồi. Sau này cơ hội chúng ta gặp nhau có lẽ càng ngày càng ít. Sắp xa nhau rồi, anh muốn tới nói chuyện với em. Chào tạm biệt em. Anh lo là lần này xa nhau rất có khả năng. Mày Gia Quân, anh im miệng lại. Anh lại ăn nói linh tinh rồi. Anh quên lúc trước tôi nói gì với anh rồi sao? Nếu anh còn ăn nói linh tinh thì đừng tới tìm tôi nữa. Được, anh biết rồi. Sau khi đến đó phải chăm sóc bản thân thật tốt. Có cơ hội anh sẽ tới thăm em. Phải rồi. Cái này là tôi dùng vá áo của người Nhật làm. Tôi còn đặc biệt mang thêm giải dày ở bên trong. Trời sắp lạnh rồi, khi nào anh đánh trận nhớ mặc nó ở bên trong. Đổi địa điểm khác, trung đoàn trưởng đồng ý sao? Đương nhiên đồng ý. Cậu không chịu làm theo kế hoạch của trung đoàn trưởng mà đổi đến nơi này, chắc chắn là có chủ đích gì đó đúng không? Làm gì có chủ đích gì chứ. Dừng hành quân. Anh làm gì? Cậu không nói cho tôi biết thì chúng ta không thể đi. Tôi phải báo cáo với trung đoàn trưởng. Báo cáo? Sao vậy? Báo cáo đại đội trưởng, phía trước 30 dặm chính là trấn Sông Điện. Toàn bộ bộ đội ở phía trước nghỉ ngơi. Thiếu Cảnh, cậu dẫn quân đội đi nghỉ ngơi, chú ý cảnh giác. Được, bốn người các cậu theo tôi. Rõ. Trấn Sông Điện, không phải anh rất muốn làm rõ hay sao? Đi thôi. Cậu muốn đổi địa điểm tới đây là để đánh trấn Sông Điện. Trung đoàn trưởng vì quay về chi diện cho chúng ta mà không chiếm được trấn Sông Điện. Tuy anh ấy không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng anh ấy chắc chắn không dễ chịu gì. Vậy nên lần này tôi chuẩn bị trả ân tình cho anh ấy. Nhưng lúc trước tiểu đoàn 1 toàn là quân chính quy, đánh trấn Sông Điện ngay cả một đội bảo an cũng không đánh được. Bây giờ bọn chúng vì đề phòng chúng ta tấn công đã tăng cường thêm một trung đoàn. Chúng ta chỉ có một đại đội tăng cường, làm sao đánh được? Người khác có lẽ không được, nhưng Mạc Gia Quân tôi thì chưa chắc. Thiếu Duy, sao vậy? Mọi người đang chúc mừng cậu lên làm tiểu đoàn trưởng, còn đánh thắng trận nữa. Sao cậu còn không vui? Không phải tôi không vui, tôi chỉ đang nhớ tới những tháng ngày trước đây ở quân kháng Nhật Thiết Quyết. Mỗi lần đánh thắng trận đều uống rượu chúc mừng như hôm nay. Cảm giác đó có lẽ không còn được thấy nữa rồi.
Thiếu Duy, Tiền Cương, nói chuyện gì vậy? Nào, mọi người cùng nhau uống. Mấy hôm nữa đội các cậu phải tới Tô bắt rồi. Sau này còn gặp nhau không còn chưa biết. Hôm nay có rượu, hôm nay say. Nào, cạn. Cạn. Quân trang còn chưa được mặc mấy ngày, giờ thì hay rồi, lại phải mặc quần áo thường. Cậu yên tâm đi, có cơ hội cho cậu mặc quân trang. Trinh sát thì trinh sát, cần gì phải làm sạp Hoành Thánh chứ. Cậu hiểu gì chứ? Chúng ta thu thập tình báo phải đi đâu? Chắc chắn phải tới nơi đông người rồi. Nơi nào là nơi đông người nhất? Đương nhiên là nơi ăn uống rồi. Không sao, yên tâm đi. Chúng ta ở Trấn Thất Tinh, từng mẫu quán ăn lớn như vậy, sạp Hoành Thánh nhỏ như vậy thì có là gì. Thôi đi, cậu ta chỉ muốn làm ông chủ, làm nhà tư bản. Sao hả? Như vậy cũng không nhất thiết phải là một cái sạp Hoành Thánh nặng như thế này. Như vậy mới tốt. Ở ngăn tủ có thể chứa bột và rau, còn có thể giấu vũ khí, rất tiện, rất thực dụng. Khoan đã, khoan đã. Sao vậy? Nói nãy giờ, vậy cậu biết làm Hoành Thánh không? Làm Hoành Thánh? Tôi làm Hoành Thánh gì chứ? Cậu nghĩ tôi làm đầu bếp thật sao? Đó là chuyện của hai cậu. Tôi đương nhiên phải làm ông chủ rồi. Tôi còn làm biển hiệu cho cậu luôn rồi. Đúng đó. Biển hiệu? Biển hiệu gì? Còn làm cả biển hiệu rồi sao? Hoành Thánh Mạc Ký. Cho ba bát Hoành Thánh. Có ngay. Làm ba bát Hoành Thánh. Nấu ba bát Hoành Thánh. Tôi hỏi anh, tại sao lại giữ cả đại đội cuối cùng này? Dạo gần đây quân Tân Tứ hoạt động khá nhiều, bộ đội đều phải chuẩn bị. Không có lệnh của tôi, không ai được phép điều động. Được. Tôi đường đường là một trung đoàn phó, mà một đại đội cũng không cho tôi điều động. Trung đoàn phó mã, cậu nên hiểu rõ, bây giờ ai là trung đoàn trưởng? Cậu đừng suốt ngày ra vẻ đội trưởng đội bảo an trước đây với tôi. Chúng ta đang mở rộng đội ngũ, bây giờ tôi chính là trung đoàn trưởng. Tôi mới là người quyết định. Sao hả? Không phục sao? Không phục thì đi đi. Kêu cậu của vợ cậu cho cậu một chức vụ tốt mà làm. Cái đồ hèn. Đó chẳng phải là mã gạch sao? Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy ai nổi giận sao? Tên đó tại sao lại ở đây? Tôi đã nói phải vào thành một chuyến mà, xem ra chuyến này không uổng công rồi. Trưởng quan, ăn bát Hoành Thánh không? Cút. Anh Mã, sao giận dữ quá vậy? Gia quân. Tôi ấy à, biết ngày hôm đó các người không làm chuyện gì tốt đẹp, cho nên đã đưa vợ và mẹ tôi cùng với các anh em bỏ đi ngay trong đêm. Quả nhiên, vợ tôi có một người cậu làm huyện trưởng. Tôi liền nhờ cậu ấy giúp đỡ để được làm trung đoàn phó, trung đoàn bảo an ở đây. Nhưng tôi thật sự không ngờ, tôi đã trốn tới đây rồi mà vẫn gặp phải các cậu. Đúng đó anh Mã, tôi cũng thấy kỳ lạ. Như vậy chứng tỏ rằng chúng ta có duyên với nhau. Anh Mã, người ta đã nói rồi, trăm năm tu được ngồi chung thuyền. Anh Mã, chắc chắn là duyên vợ chồng. Thôi đi, cậu đừng nói nữa, lại còn duyên vợ chồng. Nói không chừng kiếp trước tôi đã tạo nghiệp, làm quá nhiều chuyện thất đức, nên kiếp này mới bị một đám quan hồn bất tán như các cậu bổ dây. Anh Mã, thực ra
Lần này tôi tìm anh cũng không có chuyện gì to tát. Tôi chỉ là muốn nhờ anh giúp một chuyện rất nhỏ mà thôi. Cái gì? Không đến mức đó chứ anh Mã. Giúp cậu em làm một chuyện nhỏ mà sợ tới vậy hả? Tôi không sợ được sao? Tôi không sợ được sao? Lần trước cậu nói tôi giúp cậu một chuyện nhỏ, khiến tôi suýt nữa là tan nhà nát cửa. Căn nhà lớn vậy tôi cũng không cần nữa. Lần này vẫn muốn tôi giúp hả? Đây này, cậu lấy mạng tôi luôn đi. Đừng mà anh Mã. Với quan hệ của chúng ta, tôi lấy mạng của anh được sao? Là như vậy. Tôi vừa mới tham gia quân Tân Tứ. Chúng tôi muốn dẫn một quân đội tấn công trấn sông điện. Nhưng tôi lại sợ nếu tấn công sẽ làm bị thương tới người dân vô tội. Đúng vậy. Có điều hôm nay tôi gặp được anh Mã rồi, trong lòng tôi bỗng nhiên được yên tâm rồi. Anh Mã là ai chứ? Anh Mã đường đường là trung đoàn phó trung đoàn bảo an. Giúp tôi một chuyện nhỏ như vậy là chuyện hết sức dễ dàng, đúng không anh Mã? Coi như tôi đã hiểu rồi. Cậu muốn tôi làm phản chứ gì? Nói cậu biết, tôi thật sự không dám. Nhà tôi còn có vợ, có mẹ già, tất cả đều bị người Nhật giám sát. Chỉ cần một chút động tĩnh là người Nhật sẽ bắt người ngay. Nói thật cho cậu biết vậy, tôi chỉ là một trung đoàn phó trung đoàn bảo an. Cấp trên của tôi còn có trung đoàn trưởng Trình, quản cả một đội ngũ. Anh ta một tay nắm quyền, ngày nào cũng muốn đuổi tôi đi. Bây giờ tôi chỉ ngồi đếm ngón tay cho qua ngày. Có điều tôi cũng nhìn ra rồi, những ngày tháng êm đềm của tôi sắp hết rồi. Gia Quân, nếu cậu thật sự coi tôi là anh thì cậu đừng làm khó tôi nữa. Vẫn là câu nói đó, chuyện gì có thể giúp tôi sẽ giúp. Nhưng chuyện này thật sự tôi không giúp được. Thật đó. Đừng mà anh Mã, để tôi xem lại là ai chiếm phòng riêng. Tôi. Trung đoàn phó Mã. Tôi không biết là anh làm gì mà lớn tiếng như vậy. Được rồi, không sao. Tôi cũng nói chuyện xong với bạn của tôi rồi. Chỗ này nhường lại cho các cậu. Được rồi. Đi thôi. Được, đi ngay. Anh đi ạ. Đừng có lớn tiếng nữa. Anh Mã đi ạ. Ngồi đi. Anh nói xem, sao gặp phải anh Mã cơ chứ? Đen thật. Mã Trạch này không muốn giúp chúng ta, xem ra chúng ta phải tự tìm cách thôi. Thực ra chuyện này cũng không hẳn khó làm. Chúng ta chỉ cần thêm một mồi lửa cho Mã Trạch mà thôi. Thêm một mồi lửa? Thêm thế nào? Cậu quên rồi sao? Trong Thủy Hữu Truyện, Kim Thương Tướng Từ Ninh, Ngọc Kỳ Lân Lưa Tuấn Nghĩa đã bị ép lên lương sơn như thế nào? Đại Thương, cậu ra khỏi thành làm chuyện này ngay lập tức. Được rồi. Bán báo đây, Mã Trung Lương cấu kết quân Tân Tứ, chứng cứ rành rành. Cho mua tờ báo. Đây ạ. Bán báo đây, Mã Trung Lương cấu kết quân Tân Tứ. Báo đây, báo đây. Bán báo đây, Mã Trung Lương cấu kết quân Tân Tứ, chứng cứ rành rành. Báo đây, báo đây. Mã Trung Lương cấu kết quân Tân Tứ, chứng cứ rành rành. Báo đây, báo đây. Đứng lại. Qua đây. Trưởng quan, mua báo đi ạ. À, cậu vừa nói gì? Mã Trung Lương cấu kết quân Tân Tứ, chứng cứ rành rành. Ăn nói dớ dẫn. Sao anh đánh người hả? Đưa đây tôi xem. Qua đây. Qua đây, qua đây. Cậu còn bao nhiêu tờ báo nữa hả? 60 tờ.
Tôi mua hết. Mua hết sao? Đây ạ. Cảm ơn, cảm ơn. Mau cút đi. Báo đây, báo đây. Mã Trung Luân cấu kết Quân Tân Tứ. Chỗ cậu có bao nhiêu tờ? 40 tờ. Qua đây. Đi đi. Bao nhiêu tờ?